Lần này thì anh khỏi chó cãi nữa nha. Đi theo tôi lên công an. Vậy là Diệu Huyên đúng không? Em đến giao hàng. Thôi. Đúng rồi, cô chủ của tôi tên là Quyên, nhưng mà có đặt hàng gì thì đặt hàng. Nhấn chuông rồi người ta xuống lấy hàng, mắc gì đem lên tới tận nhà. Không phải có mua đồ gì hả? Ăn cắp đúng không? Đúng không? Dạ chị Quyên ạ. Dạ em đến giao hàng, nó đứng trước cửa này chị ơi. À, anh mang thùng hàng lên phòng khách giúp tôi nha. Dạ gì cũng được ạ. Dạ. Chị Quyên ơi, em tới giao hàng gì chị Quyên ơi? Lần này thì anh khỏi chó cãi nữa nha. Đi theo tôi lên công an. Chị là chị Quyên đúng không? Em đến giao hàng. Thôi. Đúng rồi, cô chủ của tôi tên là Quyên, nhưng mà có đặt hàng gì thì đặt hàng. Nhấn chuông rồi người ta xuống lấy hàng, mắc gì đem lên tới tận nhà. Không phải có mua đồ gì hả? Ăn cắp đúng không? Đúng không? Nè, tôi nói cho mấy cô biết nha. Chính mấy cô là người gọi điện kêu tôi mang gói hàng lên tận phòng nha. Không phải em. Ê nè, không có được vu khống cho tôi nha. Tôi còn lịch sử cuộc gọi đây. Đây. Cái số này đâu phải là của con bé Uyên nhà tôi. Mà tôi cũng đâu có xài cái số này đâu anh. Thấy chưa, em nói rồi mà. Chị phải tin em chứ. Em ở với chị 5 năm rồi. Nhà chị á, lúc em khó khăn cu mang em mang ơn không hết thì sao em lừa gạt vậy được. Bây giờ á, nếu mà anh không làm gì sai á, thì theo tôi đi lên công an. Nhưng mà tôi còn một chuyến hàng cần phải giao bây giờ, sao mà đi với mấy cô được? Đó, chị thấy không? Có tật giật mình đâu có dám lên công an đâu. Tôi không cần biết. Anh đã không làm gì sai á, thì phải theo tôi lên công an. Đi thì đi. Anh tới chưa vậy? Anh đang tới rồi. Lấy được rồi, lẹ lẹ đi. Rồi, xuống đi. Ủa, chẳng ai lên đồn công an hả? Bắt được chưa? Lấy lại được đồ chưa chị? Tôi mà không làm vậy á, thì làm sao bắt được quả tang của cô? Nói gì vậy? Quả tang gì? Cô trộm đồ lại tìm cách đổ cho những người giao hàng. Cô tinh vi lắm, nhưng mà xui cho cô. Hôm nay cô gặp tôi.
Ê nè, ăn bậy được không nói bậy nha. Ai ăn cắp gì, ăn trộm gì đây? Tôi biết là cô rất là tự tin bởi vì nhà này không có gắn camera. Nhưng mà người tính á thì không bằng trời tính. Làm chuyện xấu á thì cuối cùng gặp quả báo thôi. Nói bậy bạ gì chị? Chị đừng có tin nó nha, nó bậy bạ gì đâu không à. Vậy cô có cho tôi kiểm tra người của cô không? Ê, tự nhiên mắc mớ gì, tôi có làm gì đâu, tự nhiên xét người tôi. Vậy thì phải nhờ cô Quyên rồi. Chị, em lấy ra đi. Lấy ra. Chị nói em lấy ra. Đâu có gì đâu lấy chị. Cái gì ở đây đây? Ủa, à, em nhớ rồi. Em đừng nói nữa. Không, em quên. Hồi nãy em mới lục ở trong góc phòng á, chắc ông này ông giấu nè chị, xong rồi em sợ ông quay lại lấy nên em giấu rồi mà em quên chị. Cái gì? Cái chuyện vô lý gì mà cô cũng dựng lên được nữa hả? Ủa, tôi nói thiệt mà, vô lý gì anh á. Anh đừng có ở đó mà anh muốn nói gì nói nha. Quyên à, đến bây giờ mà em còn diễn được nữa hả? Chị rất là thất vọng về em. Chị vẫn luôn hy vọng là không phải là em. Đây là cái cách mà em trả ơn gia đình chị đó hả? Chị phải tin em chứ, sao tự nhiên chị đi tin người ngoài vậy? Đến bây giờ mà cô còn cãi được nữa hả? Chị... Chị Quyên hả? Ừ. Dạ, em giao hàng cho chị. À, hết bao nhiêu tiền vậy anh? Dạ, của chị 400. À rồi. Cho tôi gửi. À chị ơi, thùng hàng nặng lắm, thôi để em bê cho chị nha. À thôi khỏi anh. Để tôi tự bê lên được rồi. Lần trước cũng có người bê lên như vậy mà nhà tôi mất đồ. Nói thật á, anh đừng có buồn nha. Chứ bây giờ shipper bây giờ á gian manh lắm nên là tôi không có tin được ai hết á. Ừ. Dạ chị, tụi em chỉ là shipper giao hàng thôi, chưa có đụng chạm gì tới chị. Sao chị lại xúc phạm ngành nghề tụi em vậy? Nói chung á, cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, đâu có phải đơn giản là như vậy đâu anh. Hôm bữa người ta đến giao hàng, tôi không có ở nhà, có nhờ con bé giúp việc xuống nhận lấy. Sau đó nhờ người vận chuyển á, vận chuyển lên nhà thì mất sợi dây chuyền. Nhưng mà kể có là như vậy á thì chị cũng không thể nào mà xúc phạm đến ngành nghề của cả chúng tôi được. Nhà tôi chỉ có 3 người thôi, tôi, chồng tôi và con bé giúp việc. Thì anh nghĩ đi, ai mà vào lấy cho được? Vậy là chỉ có thể là con bé giúp việc thôi. Ừ, anh nói vậy là bậy rồi. Con bé giúp việc á, nó làm việc với tôi 5-6 năm rồi, có bao giờ xảy ra cái vụ mất đồ đâu. Mà tính tình của nó hiền lành, thật thà như thế nào á, tôi biết mà. Khoảng thời gian người ta giao hàng lên nhà chị á, rất là ngắn. Làm sao mà người ta biết được đồ trang sức của chị để đâu? Nói chung á, là do con bé giúp việc của tôi nó ngây thơ quá. Hôm bữa có nhờ người ta vận chuyển lên tới tận phòng của tôi. Lúc vào tận phòng á, thì anh biết rồi đó, mất sợi dây chuyền. Lời nói một phía như vậy mà chị cũng tin hả? Bây giờ thì cô tâm phục khẩu phục chưa? Chị, em xin lỗi. Em lần đầu lỡ dạy, chị bỏ qua cho em, chị đừng bắt công an bắt em đi chị. Không. Nếu mà chị bỏ qua cho em á, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành động sai trái này? Đó là chị đang hại em, chứ không phải là giúp em.